Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực ngã ba Bình Trị Đông và tỉnh Lộ 10 ha. Ở đây hướng Bình Trị Đông mình vào chợ Bình Trị Đông cũ nha anh chị. Thì hướng tỉnh Lộ 10 đi thẳng luôn là vào đường tên lửa nhỏ ha, vào khu tên lửa Eon Bình Tân. Còn vị trí hướng ngược lại của mình là về chợ Cây Gia Xà nha anh chị. Đó, về chợ Cây Gia Xà, chợ Phú Lâm, cấp mắt Phú Lâm ha, là đi theo trục đường tỉnh Lộ 10 này. Thì hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm 5m, giá hơn 2 tỷ xíu thôi nha anh chị. Nó nằm gần chợ Bình Trị Đông cũ này. Thì Nhân sẽ chạy về tới vị trí căn nhà và quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem ha. Đây là chợ Bình Trị Đông cũ, và chợ Bình Trị Đông mới thì nằm bên đường Trương Phước Phan. Căn nhà mình thì pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán thì mình ký công chứng sang tên, một rạch và một lầu ha, nó liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân. Đó, nằm gần chợ Bình Trị Đông cũ, gần chợ Bình Trị Đông mới, giáp quận 6 ha, liền kề với khu tên lửa. Đường trước nhà là 5m, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, không có lộ giới hẻm giới nha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình đó là 2m3 ha anh chị, 2m3, và chiều sâu vào là 10m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu, có hai phòng ngủ nha. Các thiết bị nội thất là mới hết, chủ sẽ tặng lại hết cho anh chị mình luôn nha. Đó, đây là gần kế bên chợ luôn, anh chị mình đi làm về thì rất thuận tiện mua đồ sinh hoạt trong gia đình mình ha. Ngã tư phía trước là đường chiến lược ha, và Bình Trị Đông cũ nha. Rồi hướng mình sẽ rẽ tay trái. Căn nhà mình chỉ một sẹt thôi nha anh chị. Địa chỉ là 320/48 đường chiến lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Một sẹt đường chiến lược nha. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc nha anh chị, Tây Bắc. Giá thì là 2 tỷ 050 triệu ha, 2 tỷ 050 triệu á. Giá này vẫn còn thương lượng thêm độc đáo với chủ nha. Đó, nằm cặp kế bên chợ ha anh chị. Thì nằm ở đây mình chạy ra nữa xíu nữa là tới chợ, tới bệnh viện Bình Tân. Đó, hẻm thông ra bệnh viện Bình Tân á. Căn nhà mình có địa chỉ là 320/48 đường chiến lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Đây là hẻm vào nhà của mình nè, hẻm này là hẻm 320 nè anh chị. Rồi mình sẽ tới vị trí căn nhà và review bên trong cho anh chị mình xem luôn. Đó, khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Rồi tới vị trí căn nhà mình ha. Kế bên cái căn xây dựng cao là cái tầng này nha anh chị. Kế bên căn nhà cao tầng này nè. Nó đi thẳng ra ngoài trước là hẻm 320. Hả? Có cổng rào bên ngoài nè anh chị. Ở căn nhà mình có cổng rào bên ngoài nè. Ở trên có mái ngói che và có cái ban công kính cường lực ha.
một trệt và một lầu nha anh chị. Ở trên có hai phòng ngủ, chủ tặng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn. 320/48 đường chiến lược ha. Bây giờ mình sẽ vào trong và quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Rồi đây là hẻm 320 nha anh chị. Đó, khu vực nhà mình thì giống như cái bàn cờ vậy đó. Đó, khu vực hiện hữu hết luôn nha. Hẻm nào cũng là hẻm 5m hết anh chị. Hẻm này cũng ra đường chiến lược được ha. Và hẻm chính của nhà mình là hẻm 320 đường chiến lược nè. Đó. Hẻm trước nhà mình rộng rãi ha, hẻm xi măng sạch sẽ ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Không có còn quy hoạch gì hết anh chị. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán, ký công chứng sang tên. Kế căn nhà cao tầng này nè anh chị. Đó, kế căn nhà cao tầng này ha. Một trệt và một lầu nha. Có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc ha. Đó, căn này ha anh chị. Căn nhà mình ha. Địa chỉ căn nhà mình là 320/48 đường chiến lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Ở trên có cái ban công kính cường lực ha, và tay vịn là tay vịn inox. Trước nhà mình có mái ngói che và có cổng rào bên ngoài ha anh chị. Cửa sắt bên ngoài nha. Hẻm trước nhà rộng rãi, hẻm xi măng sạch sẽ ha. Đó. Hẻm xe hơi đậu trước cửa nhà luôn. Hiềm nhà mình thì cao ráo, cao hơn so với cái đường khoảng 2 tấc ha anh chị. Ở ngoài là cửa cổng, là cửa cổng 4 cánh nha. Đó, cửa cổng 4 cánh nha anh chị. Ở bên trong thì khúc này chủ lót gạch sạch sẽ. Nhà mình điện chính, nước chính. Ở địa chỉ là 320/48 đường chiến lược, khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nằm kế bên là chợ Bình Trị Đông cũ, chợ Bình Trị Đông mới, bệnh viện Bình Tân. Liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình luôn nha. Chủ để toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn ha. Bên trong thì chủ ốp gạch ngang cao lên tới 1m2 rồi. Có lắp cái quạt. Và ở trên thì đóng la phong, giật tầng, xài đèn led. Ở giữa đèn trang trí. Và bộ bàn ghế chỗ này thì chủ cũng để lại luôn cho mình ha. Bộ bàn ghế xếp nha. Cửa thì cửa nhôm sifa. Đó, cửa nhôm sifa ha anh chị. Kết hợp với kính có lắp rèm cho anh chị mình luôn ha. Nhà thì sử dụng tông màu sáng nha. Pháp lý thì sổ hồng riêng, có hoàn công đầy đủ luôn. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không có quy hoạch lộ giới, hẻm giới gì ha. Đó. Bàn ăn bàn này xếp lại được nha anh chị. Ghế xếp, xếp gọn lại để dưới đây. Đó. Để giống như cái vị trí bên này. Đó, anh chị mình xem ha. Giống như vậy, có đầu tủ. Ốp gạch ngang cao từ trên xuống dưới hết rồi. Đó, từ phía trước nhà ra tới phía sau hết trơn ha anh chị. Và bếp thì không gian bếp thì rộng rãi, tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha. Đó, tủ bếp thì cao lên tới trần luôn nha anh chị. Đó, tủ bếp cao tới trần luôn. Có lắp luôn cho anh chị cái máy nước, máy lọc luôn nha, máy lọc nước ha. Mình có thể sử dụng cái vòi nước nhỏ để mình rửa rau, rau củ, trái cây hoặc là sử dụng ha. Còn cái vòi nước lớn là nước tự nhiên chảy vào ha. Đây, để mình mở máy lọc cho anh chị mình xem nha. Đó, máy lọc nước nha anh chị. Ở dưới đây có máy lọc nước ha. Mặt bếp sợi đá hoa cương nha anh chị. Ở đây có các tấm vách CC. Đó. Sổ hồng riêng, mua bán thêm ký công chứng sang tên. Chủ để toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn nha. Đó, rèm và các thiết bị máy quạt, máy lạnh đồ để lại hết cho anh chị mình luôn ha anh chị. Địa chỉ của căn nhà mình là 320/48 đường chiến lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nằm kế bên chợ Bình Trị Đông cũ, kế bên chợ Bình Trị Đông mới và liền kề với khu tên lửa Eon Bình Tân mình luôn nha. Đó, mình có một nhà vệ sinh phía dưới trệt. Ở trong nhà vệ sinh thì chủ cũng ốp tường cao ráo tới trên, có lắp luôn cho anh chị mình máy nước nóng luôn nè anh chị. Đó, chủ để là hết toàn bộ nội thất cho anh chị mình ha. Các thiết bị trong nhà vệ sinh sử dụng đồ inox hết ha. Đó, kệ treo là bằng inox 304 hết nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Ở không gian phía sau cầu thang mình nằm ở cuối nha, cầu thang mình ở cuối mình đi lên. Ở trên mình chia ra hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây đó, chủ cũng làm cái hộc nhỏ
để mình để những vật dụng chưa sử dụng vào, không để vào đây ha. Mình lấy sử dụng thì khi cần thì mình đem ra. Tủ bếp thì cao tầng, để rất là nhiều đồ nha anh chị. Ở căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý là sổ hồng rõ ràng. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên thôi. Đây anh chị mình xem lại không gian dưới trệt của mình một lần nha. Đó, sử dụng tông màu sáng. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu rồi, không có lộ giới hẻm giới gì nữa. Hẻm trước nhà là hẻm xe hơi đậu trước cửa ha. Rồi nhân đi lên trên cho anh chị mình xem. Cầu thang thì nằm ở cuối nha. Tay vịn là tay vịn gỗ, mặt đi hoàng đá và cương đen nha. Đó. Nhà thì sử dụng tông màu sáng, trần nhà cao ráo nha anh chị. Đó. Trần nhà cao ráo ha. Pháp lý thì sổ hồng rõ ràng, mua bán hình ký công chứng sang tên thôi nha anh chị. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 2 tỷ 050 triệu nha. 2 tỷ 050 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ anh chị. Hãy đến xem bất động sản này, nếu có ưng ý tới căn nhà này mình sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Ở không gian trên này thì tầng 1 thì không gian nó khép kín ha. Đó, cửa thì mình đóng lại. Cửa mình đóng lại. Thì cái này là tủ ha anh chị. Tủ này là lỗi lỗi xanh nha. Ở đây có tủ quần áo cho anh chị mình luôn, nằm cặp theo cái không gian của bếp nè. Đó, thiết kế rất là chỉnh chu nha anh chị. Nó thiết kế rất là chỉnh chu. Ở đây thì có cái tủ quần áo. Đó, anh chị mình cái thiết bị tủ âm tường này chủ để lại hết cho anh chị mình luôn nha anh chị. Máy lạnh, máy quạt rồi để lại hết ha. Đèn ở trên đây thì đóng la phong, xài đèn led hết. Đây, bên đây mở ra cho anh chị mình xem. Ở đây có cái kính luôn nha. Đó. Ở đây tủ này có cái kính bên này. Đó, cái kính bên đây ha. Rồi các kệ để đồ cũng khá là nhiều nha anh chị. Ở dưới đây còn hai cái hộc nhỏ nữa nè. Đó, còn hai cái hộc nhỏ nữa nha. Điện là điện âm hết nha anh chị. Điện thì sử dụng điện âm hết. Ở đây có một phòng nhỏ để cho chị mình có con em muốn không gian riêng thì ở đây có một cái phòng nhỏ nha anh chị. Đó, đèn là đèn led, ở đây có nhiều ổ đèn nên rất là sáng nha. Cửa thì phòng ngủ đây, cửa kéo ra. Anh chị mình kéo ngang qua nha. Rồi kéo sát vô, đó. Thì đây là không gian phòng ngủ của ở dưới, phòng ngủ nhất của mình ha. Đó, phòng ngủ nhất của mình. Và mình sẽ qua phòng ngủ thứ hai để xem phòng ngủ thứ hai của mình nha anh chị. Máy quạt chỗ này chủ để là cho anh chị mình luôn nha. Điện là điện âm hết, điện là điện âm hết nha. Đây phòng ngủ thứ hai của mình. Cửa chỗ này thì cửa kéo ngang luôn nha anh chị. Đó, anh chị mình rồi đóng cửa lại. Đó, anh chị mình xem ha. Gỗ. Các khung chia cắt phòng này là bằng gỗ nha. Đây có anh chị mình đây. Ở đây có cái máy lạnh. Và chủ cũng tặng là cho anh chị mình luôn nha. Rèm để lại luôn ha. Có ban công ra ngoài. Đó. Chủ để lại toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn nha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Nhà điện chính, nước chính, sổ hồng riêng. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên. Cái rèm này chủ để lại tặng cho anh chị mình hết toàn bộ thiết bị trong căn nhà này. Đó, máy nóng lạnh ha. Rồi máy lọc nước, máy quạt và tủ máy quạt để đè hết cho anh chị mình luôn ha. Máy lạnh rồi ha. Đây là không gian của ban công nè anh chị. Đó, ban công ha. Ngoài đây thì có đi đường nước. Đây có đường nước để anh chị mình giặt giũ phơi đồ ngoài đây luôn. Đó. Bên đây ha anh chị. Đó, ban công là ban công tại vịn inox, ở dưới có mái ngói che nha. Ở dưới đây có mái ngói che nha anh chị. Ở bên kia thì có căn trăng đang chuẩn bị xây. Đó, xây một trệt hai lầu ha anh chị. Ở bên kia nó đang làm cái móng nè, mái nè. Ở đây đi thẳng ngoài kia là đường 320 đường chiến lược, nằm ngay chợ Bình Trị Đông cũ ha. Nằm gần chợ Bình Trị Đông mới, liền kề với khu tinh lửa Eon Bình Tân. Sổ hồng riêng, hoàn công mua bán thậm chí công chứng sang tên ở trên này. Ở đây có cái đèn. Cửa bên ngoài là cửa sắt kết hợp với kính ha. Cửa sắt kết hợp với kính cường lực nha anh chị. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822
39 39 39 ha, kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha anh chị. Đó, có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân ngôi số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, để nhân trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến lúc mua bán luôn ha. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ lẻ 50 triệu ha anh chị. Anh chị mình hãy đến xem bất động sản này đi, thì nếu mà phù hợp với anh chị, với nhu cầu của anh chị thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá. Giá này vẫn còn thương lượng và giúp cho anh chị mình hiện chí mua được căn nhà này nhanh nha anh chị. Được 2 phòng ngủ nha, được 2 phòng ngủ nha anh chị. Rồi đây nhân đi xuống cầu thang, lại xuống cho anh chị mình xem ha. Cầu thang thì nằm ở cuối nhà ha. Tủ âm tường thì nằm bên bên đây, tủ âm tường đây anh chị. Đó. Ở trên đây đóng cửa lại là khép kín phòng ngủ ở trên nha. Đó, cầu thang thì mặt đi còn đá hoa cương nha anh chị. Các thiết bị trong nhà này chủ để lại hết cho anh chị mình luôn nha. Đó. Máy nóng lạnh nè, rồi máy lọc ha, máy lọc nước, máy quạt, máy lạnh đồ chủ để hết, bàn ăn đồ để lại hết cho anh chị mình luôn nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Đó, giá là 2 tỷ 050 triệu vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Hãy đến xem bất động sản này nếu thấy phù hợp với mình ha, và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua một bất động sản ở phân khúc có giá dưới 2 tỷ 050 triệu ha. Đó, dưới 2 tỷ 050 triệu thì hãy chia sẻ để bạn bè người thân của mình có thể tìm mua được bất động sản duy nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Một căn nhà nằm ở gần chợ Bình Trị Đông cũ, gần chợ Bình Trị Đông mới. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi. Đó, khu dân cư hiện hữu, không lộ gạch, lộ giới, hẻm giới gì nữa nha anh chị. Đó, chủ tặng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn. Rồi, nhưng xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau.